Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác, các chú, các anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây địa lan. Đó chính là cây thanh đại tâm. Cây này thì hoa nó màu xanh vàng. Lên ảnh đây không biết là nhìn nó có được nét không. Nhưng đây thì là một cái cây địa lan rừng thanh đại tâm. Cái này bởi vì cái gọi là như trong lan kiếm gọi thùy trơn ấy, thì có cái mũi này ấy thì nó là rất là to và cái môi hoa cũng rất là to. Đây thì là tổng thể của cái bông thanh đại tâm. Ngoài ra thì nó có nhiều góc cạnh nữa. Để em xoay cái mặt là trên này ra đây. Đấy. Mọi người nhìn bông này thì cũng có thể là thấy là đấy, với một cái cây vừa nở ra thì lưỡi nó hơi lệch đúng không ạ? Ở ngoài này thì ngoài thật thì nhìn nó xanh hơn. Năm nay do là địa lan là cũng mất mùa nên là cũng không được đẹp lắm. Nên là tổ chức triển lãm địa lan Thăng Long năm nay là cũng không tổ chức nữa. Còn theo dự định và họp nhiệm kỳ thì là ngày 9 tháng 1, có nghĩa là còn vài ngày nữa đấy. Hôm nay là mùng 6. Thì đúng là mùng 9 là tổ chức triển lãm hoa lan địa lan Thăng Long, nhưng mà hôm nay thì là năm nay do cái địa kém nên là không tổ chức triển lãm. Thì đây có một số cái cây em cũng quay lại để làm tư liệu, nhưng với những sang năm để nở đẹp hơn thì em sẽ quay lại sau. Nhưng năm nay thì cũng nở khá đạt, em cũng quay. Ví dụ như những cái cây mà truyền thống hơn như cây đại hoàng hay là đại thành thì năm nay nở cũng rất là kém. Nói chung Việt Nam địa năm nay ở Hà Nội nở khá kém, không được đạt lắm. Thì đây là cây thanh đại tâm. Thì em xin phép giới thiệu về cái cây địa lan này một chút. Cái này nguồn gốc là em thực ra là em gần như là em không đi sưu tầm theo nguồn gốc, bởi vì cây lan mà cứ chơi theo nguồn gốc ấy thì sẽ rất khó và sẽ rất nhiều. Mình cứ chơi những cây đột biến và hiện tại nó đang như này và tên gọi là đều do đặt như vậy. Còn có một số cái bài viết ở trên website Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì em cũng có ghi rất rõ về những cái nguồn gốc tên. Có cây nào nhiều tên em cũng ghi nhiều tên đấy, cây nào ít tên em ghi ít tên. Còn hiện giờ như cây này là cây thanh đại tâm, là cây được đang được mọi người gọi tên như vậy, thì em cũng xin phép là em giới thiệu cây thanh đại tâm. Đấy. Thì cái cây địa lan thanh đại tâm này thì đây là một cái cây địa lan rừng. Đấy, thân lá nó đây. Cây này thì có thường những cái cây rừng ấy thì cây nào thân lá nó cũng là xanh sạch. Mầm của nó ấy, như những cây hoàng vũ hay cây thanh ngọc hay những cái khác em đã nói rồi, là mầm xanh sạch. Thân lá của cây này thì lá của nó dài khoảng 30 đến khoảng 50 cm, có thể là 60 cm, và to khoảng từ 2 đến 4 cm, lá khá to. Như cái lá này nó phải được tầm độ 3 đến 3,5 cm và nó dài khoảng 30 đến 50, có thể 60. Đấy, phụ thuộc tùy từng vị trí của người nuôi. Đây là cái gốc của nó. Gốc của nó như anh chị thấy đây là nó cao khoảng, và em quay đây thì nó cao khoảng từ 4 đến 5 cm là tối đa, không thì nhìn chung là nó sẽ có những củ từ 3 đến 5 cm, 3 đến 5 cm và to khoảng từ 2 đến 3 cm. Củ trực khá là tròn, không phải dạng củ dài. Như hoàng vũ củ dài hơn, ví dụ thế. Cái này củ tròn dạng như củ thanh ngọc. Lá thì tối đa thường của nó được tầm khoảng 4 đến 5 lá. Đấy. Đây là cái đường lá lên. Cái này thuộc dạng lá bình diệp. Bình diệp cũng nghĩa là tương đối dựng ấy. Đấy, cái lá bên lá sau này là dựng hẳn lên, trực diệp. Nhưng mà có cái lá xòe ngang đây. Nhưng mình tính theo cái củ tơ ấy. Thường mình phải tính vị trí lá theo củ tơ đây. Đây chính là củ tơ. Đấy, còn đương nhiên là một số cái lá mà củ dài thì nó sẽ mềm hơn và nó sẽ cong ra. Cái này là dạng lá bình diệp. Cái này thì để mà nói địa lan thì nó rất là khó nhận diện. Nên là cái cây thanh đại tâm này thì em cũng xin phép là mô tả theo những cái thói quen của mình. Thói quen sờ lá theo gọi là cái khái niệm các cụ chả biết, nhưng mà đại loại là em cứ theo mọi người nhận định về cây như nào thì em nhận định theo cái kiểu đó và có hơi một chút riêng của mình thôi. Cái này thì nó mở lá. Anh chị nhìn cái củ của nó nhá. Cái độ mở lá của cái củ này. Đây này, anh chị nhìn không ạ? Đấy, nó xòe ngay ra. Đây này, lá này nó xòe ngay ra.
có củ ấy thì cái độ khép này nó khép khép vào vào như này này, xong nó lên nó mới xòe, nhưng cây này nó xòe sớm hơn. Đây này anh chị nhìn cái tay tay em đang điều chỉnh lá này. Đây này, như cây này là như này em đánh giá là mở sớm này đấy, có cây gì nó sẽ khép hơn. Riêng dòng địa lan rừng này đánh giá kiểu là nó hơi khó hơn một chút đấy. Và cái độ mở lá của cái bệ lá này mở khá sớm. Đây này, cái độ cái bộ mở của cái lá này, đây này, độ lá này đấy, có cái gì nó khép vào này à? Lên trên nó mới mở ra. Đây này, anh chị nhìn cái lá, cái tay em này, anh chị nhìn cái tay em nữa đấy, có cây nó khép vào này, có cây nó mở như này, nó mở khá sớm, khoảng tầm độ 8 đến 10 cm là đã mở rồi, mở rất to đấy. Thường em hay đánh giá ở cái lá, hai cái lá chân hai bên này. Đây thì lá bên này nó cũng mở ra này đấy, cái độ mở lá của cái này đấy. Xong rồi đi lên trên thì là cái độ nhăn của nó, đây anh chị nhìn này, nhăn như của hoàng vũ, những cái điểm nhỏ này đấy, điểm nhỏ này, đây này đấy, những cái điểm nhỏ là điểm gốc của nó đấy. Đấy, cái này đuôi lá nó cũng hơi có cái kiểu thìa, nhưng mà cái kiểu thìa của nó thì nó vào sâu hơn. Đây như cái này nó lõm này tận đây, còn ở trên này nó chỉ vút cong ra thôi đấy. Và đánh giá cái cây này thì độ theo cái độ mềm của nó đấy, thì như đến đây cái đoạn mà cái thìa của nó cực mềm luôn, cái đoạn khoảng 3/4 lá này nó rất là mềm, nó rất mềm, mềm hơn hẳn đoạn ở dưới này đấy, theo cách sờ lá. Và sờ lá thì như em cảm nhận cái độ gai của nó, cái độ gai như cây này, cái độ gai của nó khá đều. Ở giữa của nó thì nó sẽ mềm hơn, ở giữa của nó cái độ gai của nó thấp hơn đấy. Như cái đuôi lá của nó sẽ là gai rất nhiều, thường thì là như vậy. Nhưng cây này thì nó gai khá đều, thường thì cái ở giữa này nó gai ít này, xong càng đuôi lá thì gai nó dày hơn đấy. Đấy cách sờ lá mà người ta hay sờ vuốt để cảm nhận xem nó gai đến đâu, cái độ gai của cái lá và cái độ mềm của nó này đấy. Độ mềm của nó thì nó phụ thuộc từng cây, nhưng mà nhìn chung để mà em có thể diễn tả hết cái này thì nó cực khó, nhìn chung nó rất khó. Nên là anh chị nên lựa chọn những cái cây thực sự và mình tìm hiểu và nhìn, phải biết được nó, phải nhận ra nó. Ví dụ như bông hoa của cây thanh đại tâm này thì nó là cây xanh hạn đấy, thì chắc em sẽ nói về phần hoa sau. Về phần lá, đây anh chị nhìn cái dáng lá, nhìn một nửa dáng lá của nó nhé, đây này, một nửa đây. Đây là dáng lá của nó, và lá nó dài khoảng 50, 30 đến 50, như cái lá dưới tay em này nó khoảng tầm 35 này. Đấy, lá trên này của nó khoảng tầm 50. Đây là dáng lá của nó vẫn hơi có thìa ở cái tầm này. Và phần đuôi đây anh chị thấy không? Đấy, đuôi này. Hơi thành hình cái thìa một chút đây này. Đấy, thìa đây chỗ tay em đấy. Trên nó cong vút ra. Đấy, đấy. Nói chung cái điện này nó khá khó, thì các anh chị cứ xem và cảm nhận dần. Đây là tổng thể của một cái cây. Đấy, bây giờ đi chi tiết đến bông hoa. Bông hoa của nó như đánh giá cái cây địa lan rừng như này này. Bông hoa đây này. Đây cái đoạn này là khá là trống. Nếu như mà mình quay sang hướng để mà mình ngắm ấy, thì cái độ chia hoa như này thì người ta gọi là không mất cần. Hoa ở tầm này. Lá đoạn này là thưa thì bắt đầu có nghĩa là khoảng cách giữa các lá này. Cái độ mở lá của các góc này. Như thế này người ta gọi là không mất cần. Đấy, có nghĩa là cái phần cao nhất của lá ấy, nó vẫn còn đang ở trên. Trên cái phần hoa. Như Trung Quốc ấy thì là người ta chơi là nó nở hoa là tít ở dưới này cơ. Như thế này có nghĩa là người ta đã gọi là mất cần. Trung Quốc người ta chơi rất là thấp ở đây. Đấy, thì mỗi nước thì sẽ có một kiểu. Nhưng Việt Nam mình có nghĩa là thoát hết tầm lá ấy, và bắt đầu cho hoa như này thì gọi là không mất cần. Và hợp lý, cần hoa như này là em thấy là hợp lý, cây này không bị mất cần. Đấy, thì còn để mà đánh giá nó thì nó có rất là nhiều tiêu chí và khó có thể mỗi cây nó một vẻ. Đấy, như cây thanh đại tâm này là cây không bị mất cần, ý đúng không ạ? Không bị mất cần nhá. Đấy, tiếp theo đến bông hoa của nó, chia hoa này, như cây này thì chia gọi là tam diện. Đây, em sẽ phân tích cái chuyện tam diện của nó để mọi người chúng ta cùng tìm hiểu thêm này. Đây là như bông này là quay trực diện thẳng mặt em này. Bông này là quay sang một hướng khác, và bông này một hướng, có nghĩa là ba bông này thì là ba hướng khác nhau, thì gọi là chia ba mặt thì gọi là tam diện. Thì cái bông thứ tư này thì nó lại quay về vị trí của cái bông thứ nhất. Đấy, khá đều tam diện. Đấy, chia tam diện là như này, và chia như này là rất là đều này, nó không bị đối xứng hai bông với nhau.
hai bông đối 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 xứng. Đấy, nhưng còn này thì chia tam diện như này thì chia rất đều và đẹp. Cái thanh đại tâm này, thế này cây này nó cũng rất là giá trị và cũng rất là đắt. Nó hợp lý. Đấy, khi mà nó chia hoa thường thì 5 bông đầu tiên thì nó sẽ chia theo đúng cái tiêu chí của nó, có nghĩa là tam diện cả 5 bông. Nhưng còn nếu mà để mà nói là tất cả từ trên xuống dưới mà chia đều được tam diện hoặc tứ diện thì nó là cây ít hơn. Cây kiểu chia kiểu đấy rất là đẹp thì ít hơn. Như cây này thì nó chỉ chia được đến bông thứ thứ tư thôi. Bông thứ tư. Chia tam diện là được 4 bông là tam diện. Đến bông thứ 5 bắt đầu là nó quay, nó vẫn đúng hướng này. Nhưng bông thứ 6 là bị lỗi này. Đấy, bông thứ 7 lại đúng hướng. Đấy, thì đấy là cách chia hoa. Chia hoa của cái cây thanh đại tâm này chia tam diện rất là đẹp. Thì nhìn chung là về tổng thể thì video thì nó cũng rất là khó nói để cho các anh chị và các bác có thể hiểu được rằng là một cái cây thanh đại, cái địa lan nó đẹp để ở mức độ nào. Bởi vì khi mà mình ngắm và mình sẽ đứng từ nhiều góc. Chứ còn đây như em quay thì ngày mai lúc này sẽ thiết kế phải có cái quay đầy đủ. Nhưng mà năm nay thì cũng còn nhiều bỡ ngỡ, thì có gì mong anh chị thông cảm. Thì đây nó cũng là một số những cái tư liệu để sang năm nếu như hoa địa lan có cây nào đẹp hơn thì em sẽ quay lại video của cây thanh đại tâm này. Đấy, thì đây là tổng thể của một cái cần hoa cây thanh đại tâm. Thì anh chị khi mà mua những cái người mà người ta trùng một bông là chúng ta không biết chính xác là cây gì là nhất. Cái thứ hai đó chính là càng ít bông ấy thì mình không đánh giá chính xác bông nào với cây nào cả. Bởi ít bông thì cây bông nó sẽ to. Như cây này là nó nhiều bông thì mình không đánh giá được. Nhìn chung nó cứ phải tầm trên 10 bông thì mình mới có thể đánh giá được cái độ chuẩn của nó đến mức độ nào. Đấy, những cây thanh đại tâm này cũng là một cây rất là đẹp. Thì anh chị có thể xem thêm và tìm hiểu thêm ở những nơi khác, hoặc là có thể gặp em hoặc gọi điện tư vấn, em sẽ tư vấn. Cái địa lan này thì chỉ nuôi được ở miền Bắc, miền Trung, từ Huế lật ra. Chứ còn miền Nam mà nắng thì lại không nuôi được. Anh chị chú ý. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Em sẽ cố gắng để làm những cái video được tốt hơn như này nữa. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại.